chỗ đẹp nha. Ừ, thứ tư. Có lâu gì đâu nào. Review ngọn núi Lữ ở đây. Đó. Không mà không có núi đẹp như thế này thôi. Tại sao là mỗi lần chuyển nhau gọi đến tên của cô nhỉ? Cô đến đẹp chưa? Mấy vị không biết thử các cảnh đẹp bên trên nữa mà. Thôn Đồng Vang, xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ. Ngon hả chị?